Hi, chào mừng các bạn trở lại với channel Quang Hải. Thì hôm nay mình có đọc một cái thông tin rất là hay và thú vị, đó là sáng kiến mục vụ trong đại dịch thánh lễ trên mái nhà thờ được đăng trên trang web Vatican News. Thì với cái hoàn cảnh thánh lễ có giáo dân tham dự đang bị đình chỉ, thì hôm Chủ nhật vừa qua tại giáo xứ Thánh Gabriele ở Roma, có bốn linh mục coi sóc giáo xứ đã có sáng kiến là cử hành thánh lễ trên mái nhà thờ để giáo dân và các tòa nhà xung quanh có thể tham dự thánh lễ từ cửa sổ. Đó là một cái thông tin rất là thú vị phải không các bạn? Thì khi thánh lễ kết thúc, một tràng pháo tay vang lên từ các tòa nhà để khích lệ các linh mục. Từ các cửa sổ, rất nhiều người đã tham dự thánh lễ từ xa. Trước đó là mặc dù là mái nhà rất là dốc, nhưng mà bốn linh mục đã cố gắng chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc cử hành thánh lễ, gồm là thánh giá nè, bàn thờ nè, micro và máy quay video phát trực tiếp. Một trong các linh mục nói là nếu giáo dân của chúng tôi không thể ra khỏi nhà và nếu chúng tôi là linh mục không thể rời khỏi giáo xứ thì không ai cấm chúng tôi lên mái nhà và cử hành thánh lễ ở đó. Một linh mục khác thì giải thích như thế này: thì thực tế chúng tôi không thông báo sẽ có thánh lễ được cử hành ngoài trời. Chúng tôi đã thực hiện một đoạn video ngắn trên kênh YouTube của chúng tôi và trên trang Facebook, nội dung một cuộc cá độ vui giữa cha phó và cha xứ, và nếu cha phó thua, ngài sẽ chủ sự thánh lễ trên mái nhà thờ. Nhiều người đã bình luận là các cha nói đùa hay nghiêm túc. Cuối cùng là các linh mục đã thực sự cử hành thánh lễ bên cạnh tháp chuông, anten và đĩa vệ tinh. Điều mà các vị mục tử không ngờ đó là các cộng đoàn tham dự phụng vụ trực tiếp, những tiếng chuông bắt đầu vang lên thông báo là thánh lễ bắt đầu. Âm thanh được khuếch đại và phát trực tiếp. Điều đó có nghĩa là bốn linh mục đã biến một góc của khu đô thị thành một nhà thờ, không vi phạm bất kỳ một quy tắc nào chống lây nhiễm. Đó là một cái sáng kiến rất là đặc biệt của bốn linh mục ở Roma. Các linh mục chia sẻ như thế này là chúng tôi muốn làm cho sự gần gũi của chúng tôi với giáo xứ có hơn 13.000 linh hồn trở về hữu hình. Và trong cái thời gian phức tạp này, chúng tôi đã khám phá một sự sáng tạo mục vụ hữu ích. Mục đích của chúng tôi là muốn nói với mọi người rằng có thể những điều tốt ngay cả trong những trường hợp là nguy cấp. Điều đó có nghĩa là sống thời gian này như là một cơ hội để ra khỏi những cái thói quen hàng ngày và chạm bằng đôi tay những gì thực sự quan trọng. Theo nghĩa này, cả cộng đoàn giáo xứ cũng sẽ có thể trở nên vững chắc và liên đới hơn. Kính thưa các bạn, phải đây là một điều rất là sáng tạo trong công việc mục vụ của các linh mục ở Roma. Hy vọng chúng ta trong thời gian này, khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta cũng hiệp thông với giáo hội. Nếu bị cách ly thì chúng ta cũng có thể hiệp thông với giáo hội qua YouTube bằng những thánh lễ trực tuyến của các linh mục. Rồi chúng ta cũng hiệp thông cầu nguyện cho cơn đại dịch này mau vượt qua để chúng ta có thể mau sớm trở lại với những cái hoạt động bình thường hàng ngày của chúng ta. Và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe, bấm chuông để ủng hộ kênh Quang Hải của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại.